Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip mới hôm nay thì em cũng giới thiệu bà con mình một số tác phẩm nha. Thì gồm có đồ đá nè, đồ gốm, đồ gỗ các loại và đá phong thủy, đá mã não nha. Để giao lưu với bà con mình qua số điện thoại em 0772 8772 78. Và em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những cái thời gian vừa qua nha. Bà con mình nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi clip mỗi ngày bên em để mình sưu tầm những vật phẩm bà con mình mong muốn. Thì đầu tiên xin giới thiệu bà con mình hôm nay em có một cái vòng chuỗi nè. Khá là đẹp nha bà con. Bà con mình xem nha. Cái này thì chất liệu của nó là bằng đá thiên nhiên, đá thạch anh tóc nha bà con. Khá là đẹp, cái vòng này nói chung thì rất là nhiều hạt. Em chưa có đếm lại thì em độ cũng khoảng trên cả trăm viên á, nhỏ lớn á. Bà con mình xem nè, nhỏ lớn đầy đủ hết nha. Thạch anh tóc nha bà con. Cái chiều dài tổng em đo là 42. Viên lớn nhất của nó là khoảng 22 tới 24, nhỏ nhất khoảng 5 tới 6 ly nha. Bà con mình xem khá là đẹp nè. Cái này thì em thông đèn cho bà con của mình xem giúp em nè nha. Bà con mình xem thợ đèn nè, không nhìn rất là đẹp nha bà con. Nổi lên những cái đường quăng tóc của nó nha, nhìn rất là đẹp, đá thiên nhiên đá quý. Em giao lưu với bà con mình cái vòng này có giá là 1.200.000, 1.200.000 đồng nha. Mã tiếp theo là một cái vòng đeo nữa nè, vòng này thì nó khoảng 108 hạt á, nó khoảng cũng 60 ly nha bà con. Thì cái này chất liệu của nó là đá mã não, đá mã não nha. Nhìn bà con mình xem giúp em màu xanh ngọc luôn. Tổng cái chiều dài em đo là 31 lần nha. Chiều dài cái vòng này là 31 á. Đây, đá này là đá mã não, bà con mình xem giúp em khá là đẹp. Bà con mình xem nè, thông đèn lên là mỗi viên đều thông lên, nhìn rất là đẹp nha. Thấu qua luôn quang bên trong luôn, thấu ra bên trong ngoài luôn nha bà con. Hàng này thì về bà con mình cứ kiểm tra và test hàng nha. Cái vòng này giá em giao lưu là 600.000, 600.000 đồng. Mã tiếp theo số 3, em có một cái quýt rồng nè, có cộng dây luôn nha, khá là đẹp. Quýt này là quýt đồng hồ chạy bằng cơ cót, mặt hình là hình một con rồng, nhìn rất là đẹp nha. Bà con mình xem mặt bên trong nè, chỉnh mình chỉnh giờ thì mình kéo lên thôi, mình kéo lên mình chạy về giờ chỉnh như thế này thôi nha. Mình chỉnh theo đúng cái giờ của nó thôi, rồi sau đó mình đè xuống, mình dặn cơ cót thì mình dặn qua bên mặt bên phía tay phải, vặn vừa tay thôi, đừng cứng quá thì kim dây nó sẽ chạy. Mặt la mã nhìn rất là đẹp nha bà con. Bộ máy cơ cót của nó mặt sau lưng nè. Em giao lưu cái này cho bà con mình là 500.000 nha, 500.000 nha bà con, một cái quýt đồng hồ rồng. Còn đây là một cái quýt đồng hồ trái táo, nó cũng chạy bằng cơ cót luôn nha. Bà con mình xem nè, mặt ở trước la mã, mặt ở sau là cơ cót máy vẫn chạy nè, rất là mà nhạy nha. Đây là mình chỉnh cơ cót giờ dây, và dặn giới thiệu lên. Bà con mình xem giúp em. Khá là đẹp. Em giao lưu cũng là 500.000 thôi, nên là quýt trái táo nha. Còn mã tiếp theo số 3 này, ở số 5 này thì em có bộ ba cái ly. Ba cái ly bà con mình xem đi xưa nha bà con. Mấy cái ly này đều sâu tuổi hết nha. Chất liệu của nó là đồng lắc cây bạc nha bà con, hàng lâu năm á. 7-80 năm, 6-70 năm trở lên mấy hàng này. Chiều đường kính ngang là 10 phân, chiều cao là 7 phân. Đường kính một tấc cho mỗi cái này nha. Bên mặt bên dưới nào là nhìn hưởng cái đá là hoa sen và những cái biểu tượng cũng như nè. Cá chép đồ nè bà con mình xem nha. Và những cái chiếc bình nè, nhìn rất là đẹp và cổ kính luôn. Hàng này về đánh bóng vệ sinh thì em bao đẹp. Đồng lắc cây bạc nha bà con. Ba cái này em giao lưu với bà con mình là 1.500.000 nha, một cái chỉ có 500.000 đồng thôi. Đáng cho mình sưu tầm á. Và đến với mã số 6, em có một bộ bàn cờ tướng. Nguyên cái hộp của nó luôn, được người ta khảm mặt cờ ở trên nè bà con mình xem, chất liệu là gỗ chắc. Với cái chiều dài tổng thì em đo thế này đi là 48 nha. Đây em mở bên trong cho bà con mình xem là đầy đủ 32 quân cờ bằng gỗ chắc luôn. Chiều ngang của nó là 53, 48-53. Mỗi cái quân cờ này có cái kích thước của nó lên tới là đường kính 4 phân phủ bì, độ dày là khoảng 1,5 phân. Những con cờ này đều bằng gỗ chắc quyệt mình 100% nha. Bàn cờ cũng bằng gỗ chắc luôn. 32 quân cờ đầy đủ cho bà con mình đam mê cờ tướng, mình sắp đi như thế này, mình đi giao lưu mọi nơi, mọi chỗ luôn á. Bà con mình xem rất là tiện ích nha. Hàng này về bao bà con mình về mình chơi rất là bền lâu theo thời gian. Em giao lưu giá là 2.800.000 cho bà con của mình thôi. Mã tiếp theo là số 7, em có một cái đôi châu kim đồng ngọc nữ nha bà con. Chất liệu bằng đồng cũ nha bà con mình hữu duyên. Khá là đẹp luôn. Với cái chiều cao mỗi một tượng thế này em đo 20, tổng cái chiều dài thế này là 28 nha. Nặng em độ cũng khoảng 3-4 kg gì đó. Chất liệu bằng đồng, đồng này về đánh bóng lên thì mình lên màu đồng vàng nhìn đẹp nha. File pho này em giao lưu với bà con mình giá là 2.400.000 thôi nha. Một trống và một máy luôn, 2.400.000 đồng. Mã số 8 thì em có một tác phẩm nè, Đức Chúa Giang Tay. Chất liệu bằng đồng luôn nha, đồng này cũng vài chục năm đó bà con mình quan hỷ. Với chiều cao tổng em đo 40, chiều ngang cái tượng này là 29 nha bà con. Khá là đẹp nha, liền nguyên khối đồng đó nha, đồng theo thời gian nó nhả màu da cua. Bà con mình xem cái pho tượng nè, bà con mình hữu duyên nha.
em giao lưu với giá bà con mình là 2,5 triệu, 2,5 triệu đồng. Mã tiếp theo số 9 em có là một cái bàn trà đôn rất là đẹp, gỗ gõ cho là miếng gỗ cho là liền nguyên khối nè, nguyên tấm nha bà con. Bàn trà dạng kiểu quế xưa nha, chiều cao là 10 phân, chiều dài 40, chiều ngang của nó là 30 nha, một tấm liền đó. Gỗ là bà con mình xem mộc mạc luôn, chạm đục tứ diện hoa văn rất là dày. Cái đôn trà này rất là dày nha, gọi mình gọi là cái kỹ trà đó. Mình về để bộ ấm trà mình tích lên đây, giá em giao lưu cái này bà con mình là 1,2 triệu thôi đó, 1,2 triệu thôi nha. Mã tiếp theo số 10 nè, em có là một cái rương gỗ chắc nha bà con, được bọc đồng nha, trên người ta cẳng là chim hoa, nhìn rất là đẹp, cẳng nhìn rất là sắc sảo truyền thần luôn. Và ở này người ta khảm gỗ xưa nè, kết hợp với ngàn cũng như là ốc bảy màu Singapore. Chiều cao em đo 15, chiều dài là 26, còn chiều ngang 16 nha. Bên trong mình về mình có thể đựng ví dụ như nữ trang mỹ phẩm hoặc là bánh mứt bánh kẹo gì cũng được. Đây gỗ là gỗ chắc hết nha, toàn bộ nguyên con gỗ chắc, chắc quẹt mình 100%. Cái hộp này em giao lưu với bà con mình giá là 3,8 triệu thôi nha bà con, giá rất là hữu nghị. Và đến với mã 11, một cái đĩa chanh nữa nha, gỗ gõ, cái tích là Hồng Kông Phú Quý nha bà con, ốc thì hoàng chanh khỏi chê rồi. Đường kính cái đĩa này lên tới là 39 phủ bì, chiều cao luôn đế là 46, đĩa dày 4 phân. Cẳng ốc nào bà con mình xem nha, giá trị thì nằm ở những con ốc như thế nào. Ốc cao cấp, ốc quýt thì giá tương đối, bà con mà xem ốc thường thì giá nó rẻ hơn nhiều. Em giao lưu với bà con mình cái đĩa chanh này giá là 2,9 triệu, 2,9 triệu. Mã tiếp theo là số 12, em có một cặp bình nè bà con mình xem nha, đá là nguyên khối, đá này là đá từ thiên nhiên nha bà con, đá màu trắng nhìn rất là đẹp. Bà con mình xem nha, liền nguyên khối người ta kiệt tác thành bình hút lọc. Chiều cao em đo 36, miệng bình đường kính 11, hoành bụng này lên tới là 37 nha, rất là nặng, đôi này thì rất là nặng. Để em thông đèn cho bà con mình xem nè. Đều thông đèn thấu quang hết nha, thấu tới dưới này luôn nè bà con mình xem nha, khá là đẹp. Đây bà con mình nhìn sơ qua mình có thể cảm nhận nha bà con, khá đẹp. Cặp này làm tích và liền lạc, em giao lưu có giá là 2,5 triệu nha, chất liệu bờ từ đá thiên nhiên nguyên khối, kiếp tác ở thành. Và đến với mã 13, em có một cái chiếc bình là cổ xưa nè bà con mình xem nha, bình này rất là lớn nha bà con, dạng như là kiểu bình rượu mà những cái ngày xưa mà những cái nhà quý tộc người ta xài sử dụng luôn á bà con mình xem nha. Men gớm của nó là men theo thời gian luôn, màu vẻ mực của nó cũng đã theo thời gian 5 tháng nha bà con, giá trị rất là đẹp. Chiều cao cái ấm này lên tới là 36 lần nha, rất là cao. Chiều ngang là 23, ấm này em độ khoảng trên 2 lít á, 2 lít rưỡi á. Đây, vẽ một tích sơn thủy tùng đình nhìn rất là đẹp nè. Hoa văn quả tiết men thì men gạn nha, chôn đế đây. Rất là già đồ sâu tuổi nha, lành lặn và liền lạc không lỗi lầm. Em giao lưu giá bà con mình là 1,5 triệu thôi, 1,500 triệu. Số 14 em có một cái bình hút lọc nè bà con, tích là sông Phượng nha, hai con chim Phượng Hoàng Lửa nhìn rất là đẹp, đắp nổi. Cái bình này là bình hút lọc mình nhìn nó rất là duyên đó, và những cái chi tiết này người ta đắp bằng thủ công, đắp tay hết nha. Hàng này là hàng sâu tuổi già đồ. Chiều cao tổng em đo 42, miệng đường kính 10 khoăn, cái hoành bụng này nó lên tới là 114, là rất là lớn. Bình này là dạng bình to đó bà con mình xem nè, cái đế nè, cái màu men nó lên màu vàng theo thời gian 5 tháng hết rồi, rất là già. Chim Phượng Hoàng đầy đủ hết, không bị gãy chi tiết nào nha, không bị mẻ luôn. Chiếc bình hút lọc này giá em giao lưu là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu đồng. Mã tiếp theo là một cái ấm khổng lồ luôn, gốm này là gốm Nam Bộ mình nha, gốm Nam Bộ xưa bà con mình xem nha. Số 15, miệng là miệng rộng, là hai cái tay rất là đẹp, nắp là nắp nghe. Với chiều cao cái ấm này tổng em đo là 58, chiều dài thế này lên tới là 49 nha, miệng lành tích không nứt bể. Men thì bà con mình xem khá là đẹp nha, chôn đế đây, rất là đẹp. Mấy hàng này là vài chục năm trở lên hết rồi nha bà con, khá là đẹp, lành lặn và liền lạc. Về mình trưng bày thôi cũng độc đáo và nó giá trị nữa, thời gian. Em giao lưu cái bình lớn này hôm nay cho bà con mình giá hữu nghị luôn là chỉ 2,8 triệu thôi. Bình Biên Hòa xưa 2,8 triệu thôi nha, giá rất là mềm. Mã tiếp theo là số 16, một cặp ché khổng lồ luôn. Ché là rồng là Nhã Châu. Cá chép thì phá rồng, cá chép thì dược thác, rất là đẹp. Hàng này là hàng vẽ tay, gớm là gớm Quảng Ninh nha bà con. Cái đôi này là đôi lớn nhất rồi đó nha, của cái dòng ché gặp Quảng Ninh đó. Mình tìm hiểu thêm Google gớm, dòng gớm Quảng Ninh nữa giúp em nha, rất là nổi tiếng. Chiều cao tổng em đo nè, cái đường chim bay là 70 lần nha. Quanh bụng này nó lên tới 111. Hàng lành lặn liền lạc, vẽ tay vuốt tay 100%. Tuổi đời trên 50-60 năm trở lên nha bà con, khá là đẹp nha. Hàng người ta xài rất là kỹ, sạch sẽ nè, không có bị dơ bẩn đóng bụi luôn á. Bà con mình xem nè,
đó, người ta trưng bày, người ta chơi rất là lâu rồi, hôm nay giao lưu. Những cái dòng gốm dạng đinh đa số là đều những cái một cái chữ là A hoặc là những cái chữ H đồ đó nha. Đó bà con mình xem nghiên cứu tham khảo giúp em. Đó, bao chuẩn là gốm Vạn Ninh nha bà con. Cặp này em giao lưu giá chỉ có 6,5 triệu thôi nha. 6,5 triệu đồng, bao kiểm tra hàng, bao phí ship tận nhà. Về đến nơi khui ra kiểm tra, không bể vỡ lành lặn liền lạc bà con mình nhận giúp em. Đến cái mã số 17 em có một cái ghế. Một cái ghế đu đưa. Ghế này mình nằm nghỉ trưa, nghỉ ngơi, xem phim, xem đá banh mà bà con mình xem qua. Hoặc là những ông bà lớn tuổi á, về bà con mình nằm, ông bà mình nằm rất là đẹp luôn, rất là thoải mái luôn nha bà con. Cái này em bật hết chiều cao của nó luôn á. Ở cái chiều cao này nó lên tới là 112 đi. Đó, cái này mình có thể bật cho nằm hết đáp của nó luôn rồi. Đó, nếu mà độ nằm nó ra tổng luôn thì em đo tầm 1,7 cũng bì. Thành này sau lưng dày lắm nè, 4 phân luôn nè. Đó, và những cái lá sắp của nó nhìn rất là đẹp nha. Và đặc biệt cái này gỗ của nó là gỗ cẩm lai nha bà con. Đó, gỗ cẩm lai Việt mình nha. Đó, cái này chỉ vật ni thôi, sạch sẽ sáng bóng thôi. Hàng lành tích liền lạc hết. Trên 100kg nằm thoải mái. Về bà con mình lót những cái nệm bên dưới nữa, mình ngồi lên. Bao im, bao đẹp bà con mình, bao thoải mái luôn. Đó, còn đây là cái đồ mình để massage chân. Đó, mình nằm mình để hai chân lên mình massage cũng vui vui nha. Đó, thì cái ghế đu đưa này giá em giao lưu với bà con mình là chỉ có 12 triệu thôi, bao phí vận chuyển luôn nha bà con, chỉ có 12 triệu mà gỗ là gỗ cẩm lai Việt mình luôn nha, lành tích liền lạc sạch sẽ luôn á. Bến mã 19 thì em có là một cái bàn, một cái tủ bài đồ. Đó, ơi mã 18 là một cái bức Quỳnh Phi nè, Phúc Lộc Thọ. Cái bức này thì gỗ của nó là gỗ vỏ xưa, ốc thì dằn chanh theo thời gian tuổi đời khá là lâu, trên 60-70 năm. Vì sao? Là vì gỗ của nó nè, nó nhạt theo cái thời gian và ốc của nó thì nhả màu theo thời gian nha. Đó, và những cái đường người xưa người ta khoan trực tiếp ở đây nè, chứ người ta không có móc, không có máy móc đó nha, cho nên người ta khoan lên, người ta máng dây. Đó, dây thì mình xài thời gian nó sẽ mục hơn, nên thì để em gắn cái móc sắt lại cho bà con mình. Chiều cao của bức tranh này là 60, tổng cái chiều dài của cái bức tranh là 127 luôn nha. Chiều dày khung tranh là 4 phân, miếng giữa liền tấm. Phúc Lộc Thọ, đó, bao chuẩn là sàn xưa nha bà con, gỗ vỏ lâu năm. Ốc thì vàng chanh nha, khá là đẹp. Cái này thì giá trị thời gian và giá trị là làm tích và liền lạc. Đó, những cái lỗ người ta sao khoan là vẫn còn in trên đây luôn nha, vẫn còn in trên hình thân gỗ luôn á, để người ta gian máng dây. Đó, còn mặt gỗ sau lưng nè, mộc mạc luôn, rất là dày và nặng nha. Mấy cái tấm này nó lên nước hết rồi, lâu năm á. Bức này em giao lưu với bà con mình là 10,5 triệu, 10,500,000 nha bà con. Đó, bức cái Bình Phi Phúc Lộc Thọ nha, mang cái chất phong thủy cho gia đình. Và đến với mã 19 đó thì em có một cái tủ bài đồ khá là đẹp nè. Ở trên hình vòng cung, bên dưới là những cái mặt mà từng lớp mình kê khá là nhiều đồ, khoảng mấy chục món á. Đó, bà con mình xem nha. Gỗ là gỗ cỏ nguyên con, chiều cao tổng lên đó, em đo lên tới là 209. Đó, 209 nha. Đó, gần 2m1 á bà con mình xem. Đó, chạm được chìm hoa văn nè, khá là đẹp. Đường kính cái này em đo nó lên tới là 110. Đó, đường kính hình ở trên vòng cung là 110 lận. Và độ sâu này ra là 32. Mấy cái đố này nó dày, mỗi cây là 3 phân vuông. Ở đây là cái ngăn tủ kéo để mình đựng đồ lặt vặt lụng dụng nè. Bên dưới cũng có hai cái. Đó, cái này mình dùng làm bức bình phong, mình trưng bày đồ thôi là khỏi chơi à. Bao đẹp bà con mình luôn. Đó, trưng bày cũng được nha. Đó, chắc chắn, dày dặn, cứng cáp. Gỗ gõ nguyên con nha, lọt sạch sẽ nha. Chiếc này giá cũng hữu nghị thôi, chỉ có 16 triệu thôi. Bên em bao cũng xếp luôn. 16 triệu đồng thôi nha bà con. Đó, mình đi bây giờ, mình hàng bây giờ mình đặt cái tủ mới thôi, giá cũng tương đối rồi, bà con mình nghiên cứu tham khảo với em nha. Mà cái này là gỗ gõ nha, gỗ gõ nguyên con luôn á. Mã số tiếp theo 20 là em có một cái chiếc giường lười tàu nè. Cái chiếc giường lười tàu bà con mình xem, đồng thanh đồng thủ. Đó, ba thành rất là dày, chắc chắn, đặc biệt rất là nặng nha. Cây này nhìn nó dày dặn nặng lắm. Cái chiều cao này á, của nó thì em đo lên tới là 47. Đó, còn cái chiều cao cái thành lưng sau lưng nè thì nó lên tới là 80 lên nha. Mấy cái thành này nó dày lên tới là 4 phân hết, cũng bị hết nè. Tổng cái chiều dài của cái giường này á là nó lên tới khoảng là 2m, dài 2m nha. Sâu ra ba phủ bì luôn là nó lên tới 118. Mặt này là mặt hai lá. Đó, mặt hai lá nha. Cái này người ta làm bóng vệ sinh nè, về mình sử dụng. Mình có thể nằm nghỉ ngơi, nghỉ trưa nè, hoặc mình để cái bàn trà mới nhỏ trên, hai ba người ngồi uống nước trà đàm đạo, nói chung là rất là đẹp. Đó, bà con mình xem nha, chạm đục những cái phong cách này đều phong cách tàu xưa hết nha bà con. Đó, cái này thì rất là mộng hết. Chân là chân báo hội tôn, mấy cái chân thôi nhìn rất là đẹp. Thành là liền lạc lành lặn, rất là dày. Mấy cái này nó dày lắm nha. Thành sau lưng dưới ở trên nó dày, rất là dày á. Đó, chân này độ dày nhất của nó là 12.
còn diềm thành dậy bên dưới em đo luôn, nó lên tới 4,5 phân, gần 5 phân rồi đó. Còn cái diềm thành sạp này là 4 phân nè, cái diềm trên này 4 phân nè đó. Nhìn cái cây sạp thôi là cũng xứng đáng đồng tiền bắt gạo rồi, bà con mình xem nha. Về nằm nghỉ trưa nghỉ ngơi hoặc mình làm cái bàn uống nước trà, hai người ngồi trên này đó, nói chung thì rất là đẹp đó. Cái này về là xài sử dụng không cần sơn phết gì nữa nha bà con, làm tất hết nha em giao luôn. Bà con mình giá là chỉ có 28 triệu thôi nha, ở giá này bao ship toàn quốc luôn á. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem hết clip nha. Bà con mình rảnh thời gian có đến trực tiếp cửa hàng chúng em để xem và tham khảo giao lưu. Bên em rất là nhiều loại sản phẩm, tủ, bàn, ghế, giường, sạp, lông sàn cũng như là đồ gỗ các loại. Ở bà con mình giá từ thấp đến cao, mình có thể tha hồ lựa chọn theo sở thích mình nha. Cuối clip mến chúc sức khỏe bà con mình và xin hẹn lại những clip tiếp theo ạ.